truy tìm nhóm đối tượng liều lĩnh đi ô tô treo cổng vào nhà trung úy cảnh sát trộm xe máy SH. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, hai đối tượng đi ô tô màu trắng lượn quanh khu dân cư ở Bình Dương, sau đó đột nhập vào nhà của một cán bộ công an lấy đi chiếc xe máy SH đắt tiền. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng liều lĩnh đột nhập vào nhà cán bộ công an trộm tài sản. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, hai thanh niên đi trên xe ô tô 4 chỗ màu trắng, lượn quanh một số căn nhà nằm trong khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến trước căn nhà của Trung úy A, công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bình Dương, một đối tượng điều khiển ô tô di chuyển đi một đoạn. Đối tượng còn lại trèo qua tường rào đột nhập vào trong sân rồi phá khóa cổng từ bên trong. Sau khi phá khóa, đối tượng này vào bên trong nhà lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH rồi dắt ra khỏi cổng tẩu thoát. Điều đáng nói qua nhận diện từ camera, đây cũng là hai đối tượng trộm xe máy làm một bà bầu ngã nhào xuống đất khi truy đuổi bọn chúng vào chiều ngày 24 tháng 2 tại một trụ sở công ty ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Cụ thể, vào chiều ngày 24 tháng 2, một trụ sở công ty điện ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một cũng bị hai đối tượng đi xe ô tô màu trắng đột nhập vào, lấy đi chiếc xe máy trị giá hàng chục triệu đồng, gây xôn xao cộng đồng mạng. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, nhóm này lại tiếp tục đột nhập vào nhà của trung úy cảnh sát để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, công an xác định các vụ trộm nói trên do cùng một nhóm đối tượng liều lĩnh thực hiện. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng. Thông tin được chia sẻ từ báo Vietnamnet. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.